Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ Công an triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn mỏ than xảy ra vào chiều ngày hôm nay tại miền Đông Bắc Trung Quốc. Tiếp tục thông tin về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong phiên làm việc chiều nay, với 386 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 78,14%, Quốc hội chính thức biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Địa bàn thì xa và rộng, cái sự tham gia phối hợp của các cái một số cái lực lượng như là bán chuyên trách, như là lực lượng dân phòng hoặc là bảo vệ tổ dân phố là tôi thấy là nó một điều rất là quan trọng. Và cái và hơn bên cạnh đó thì cái lực lượng này cũng còn tham gia tuyên truyền các cái chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đến với bà con nhân dân, bởi vì họ là người dân gần nhân nhất, sát dân nhất, thì cho nên tôi nghĩ cái việc mà chúng ta cần phải có trao cho cái lực lượng này một cái địa vị pháp lý cụ thể bằng việc là Quốc hội đã thông qua luật lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lần này là một điều có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Trung tướng Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, bổ sung, chỉnh lý đối với các nội dung quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ chung của công an cấp xã, thống nhất với các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật. Về nhiệm vụ tham gia hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không nên quy định quá nhiều nhiệm vụ cụ thể. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo, Bộ luật tố tụng hình sự đã có quy định cụ thể và đầy đủ về quyền hạn và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, trong đó có người làm chứng và người chứng kiến. Việc dự thảo luật quy định đầy đủ cụ thể các nhiệm vụ trong dự thảo luật thành các điều riêng là cần thiết để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, do đó đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo luật trình Quốc hội thông qua. Cùng với đó, báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, với việc hình thành tổ bảo vệ an ninh trật tự và dự tính kinh phí thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay. Về mức hỗ trợ đối với các thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, nếu quy định cứng trong luật về khung mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, mức bồi dưỡng hoặc quy định khung mức tối thiểu chi hỗ trợ đối với lực lượng này sẽ không phù hợp với thực tế, nhất là ở các địa phương còn khó khăn về kinh tế, có thể là áp lực về ngân sách đối với các địa phương chưa tự chủ được ngân sách. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kế thừa pháp luật hiện hành, quy định theo hướng mở để chính quyền địa phương quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, quyết định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để phù hợp với thực tế, điều kiện ở từng địa phương và đảm bảo tính khả thi của luật. Cần tuyên truyền cho người dân được biết cái chức trách nhiệm vụ của lực lượng này để người dân có thể phối hợp một cách tốt nhất. Sau khi cái luật này được thông qua thì tôi nghĩ là Bộ Công an cần phải nhanh chóng xây dựng cái bộ máy tổ chức cơ chế cũng như là kinh phí đảm bảo hoạt động để lực lượng này tham gia một cách tốt nhất cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều. Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, đồng thời quy định rõ pháp lệnh công an xã số 06-2008 hết hiệu lực từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Việc Quốc hội chính thức thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, kiện toàn, tinh gọn đầu mối, xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo cử tri, trong đó có những người dân đã gắn bó, đồng hành cùng lực lượng công an giữ ổn định an ninh trật tự ở mỗi xã phường. Gần 10 năm làm bảo vệ dân phố, gắn bó với lực lượng công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đối với anh Nguyễn Hữu Dũng, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội chính thức thông qua mang nhiều ý nghĩa. Từ nay, anh và các thành viên bảo vệ dân phố trước đây sẽ được kiện toàn với một tên gọi mới. Cùng với đó là những quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đãi ngộ tương xứng. Được tạo những điều kiện tốt nhất để có thể phát huy vai trò và gắn bó lâu dài hơn với công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tôi rất là phấn khởi và vui mừng đã được sự quan tâm của Đảng và chính quyền cũng như Quốc hội đã giúp cho lực lượng chúng tôi thêm niềm tin vững chắc, nâng cao được tất cả những cái tinh thần trách nhiệm để phục vụ an ninh ở cơ sở nó tốt nhất. Luật đi vào cuộc sống thì sẽ đảm bảo cuộc sống cho chúng tôi, được sự đãi ngộ của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi yên tâm để công tác trách nhiệm chúng tôi sẽ cao hơn. Địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Những công trình khang trang như thế này là thành quả có được từ những nỗ lực tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, nòng cốt là công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Vận động gần 300 hộ dân bàn giao đất, giải phóng mặt bằng 11 hectare để xây dựng trường học, vườn hoa, công viên, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Minh chứng rất cụ thể cho thấy hiệu quả khi phát huy được vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Và khi luật được thông qua với những hành lang pháp lý cụ thể, kiện toàn hơn đối với lực lượng này, thì niềm tin của người dân về những địa bàn ổn định về an ninh trật tự càng được củng cố. Phải xác định rằng việc giải phóng mặt bằng đây là việc rất là khó, rất là phức tạp. Tuy nhiên thì phải chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở, nhất là bảo vệ dân phố này là phải nắm tình hình, từng hộ gia đình một xem tâm tư nguyện vọng. Sau đó thì các đồng chí ở cơ sở đi tuyên truyền chủ trương đường lối và họp bàn cách để tháo gỡ từng hộ gia đình, từng việc một, từ đó thì có những cái giải pháp phù hợp và đồng thuận, nhân dân đồng thuận rất là cao và rất là tin tưởng. Tôi xây dựng dự án luật nó hoàn thiện hơn về nội dung, sát hơn với cả cái yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Cái thứ hai nữa là để các chính sách ở trong các luật vừa được ban hành, người dân nắm bắt và người dân tự giác chấp hành, tự giác coi như là tuân thủ những cái quy định của luật. Như vậy thì cái hiệu quả của công tác xây dựng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật mới đạt được. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội chính thức thông qua, tiếp tục khẳng định vai trò của Bộ Công an là một trong những bộ ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, đưa pháp luật đi vào cuộc sống, đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân lên trên hết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng 11, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Trong tháng 11, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 3.707 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 6.556 đối tượng, triệt phá 3 băng nhóm tội phạm, phát hiện 1.704 vụ, 2.704 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ gần 21kg heroin, 190kg và 207.867 viên ma túy tổng hợp cùng 18kg cần sa. Các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, đã xử lý 302.606 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 625 tỷ đồng, tạm giữ gần 108.000 phương tiện. Thực hiện đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng công an cả nước đã tiếp nhận hơn 4,8 triệu hồ sơ trực tuyến trên tổng số trên 5,2 triệu dịch vụ công, đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an là 93,3%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận làm rõ những mặt công tác đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2023. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ diễn biến tình hình tội phạm dịp cuối năm 2023, nhất là tội phạm kinh tế, tội phạm xâm phạm sở hữu, giải pháp đấu tranh thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần bám sát, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh an toàn các vùng chiến lược, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố xét xử các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo theo dõi. Chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cuối năm như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Triển khai sớm các giải pháp ngăn chặn không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép phức tạp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ của đề án 06, nhất là ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử phục vụ các chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán, triển khai thực hiện đúng lộ trình, nghị quyết của Chính phủ về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ, tập trung đẩy mạnh học tập, quan tâm thực hiện chính sách đối với những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm nhiều việc tốt. Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Alexei Vankov, Chủ tịch Ủy ban Giám định Tư pháp Cộng hòa Belarus. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, Borovikov Vladimir Vladimirovich. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Belarus không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, chuyến thăm làm việc của ngài Alexei Vankov và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus sẽ là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus tiếp tục phát triển. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus, đẩy mạnh hợp tác đào tạo đại học, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo Ủy ban Giám định Tư pháp Belarus nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ giám định kỹ thuật hình sự Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời đề nghị Ủy ban Giám định Tư pháp Cộng hòa Belarus nghiên cứu hỗ trợ, giới thiệu công nghệ, phương tiện, thiết bị hiện đại, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong đề án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong Công an Nhân dân. Ngài Alexei Vankov trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, mong muốn trong thời gian tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Giám định Tư pháp Cộng hòa Belarus và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước. Sáng nay, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an Việt Nam có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định Tư pháp Cộng hòa Belarus do Thiếu tướng Vankov Alexei Alexandrovich, Chủ tịch Ủy ban, làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Giám định Tư pháp Cộng hòa Belarus trong lĩnh vực giám định tư pháp, thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường hỗ trợ đào tạo ngắn hạn tại Belarus về các lĩnh vực giám định là thế mạnh của Ủy ban, tổ chức hội thảo, hội nghị luân phiên tại hai nước để trao đổi tài liệu, phương pháp, kỹ thuật mới trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, phối hợp cùng nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y, tiến tới chuyển giao công nghệ cùng sản xuất tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu của hai nước và xa hơn là xuất khẩu sang các nước thứ ba trong ASEAN và châu Á. Chiều nay tại Hà Nội, cụm thi đua số 7 khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an gồm Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Thanh tra Bộ Công an, Cục Tổ chức Cán bộ, Cục Đào tạo và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023 được Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua số 7 tập trung lãnh đạo chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, nội dung đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Các đơn vị đã bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đề xuất và hoàn thành nhiều nhiệm vụ công tác lớn, trọng tâm, hoàn thành vượt mức, dẫn đầu chỉ tiêu nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, ra sức thi đua và đạt được những kết quả đáng biểu dương. Trong đó, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ do Bộ Công an giao. Các nhiệm vụ công tác lớn, trọng tâm đăng ký đều hoàn thành xuất sắc. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.
Công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, đảm bảo dân chủ, khách quan, chính xác và kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác và động viên khích lệ cán bộ. Tại hội nghị, các đơn vị cũng thảo luận thống nhất các nội dung, giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong năm tới và những năm tiếp theo, đồng thời bầu cụm trưởng, cụm phó, cụm thi đua năm 2024. Thưa quý vị, thành phố Phủ Lý là địa bàn trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Hà Nam. Với mục đích đưa đề án 06 đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp để người dân được trải nghiệm thực tiễn nhất những tiện ích từ đề án 06 mang lại. Cùng với các địa phương trên cả nước, thời gian qua, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam đã triển khai nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong đó có mô hình tự động hóa trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk. Đến nay, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình này đã mang lại hiệu quả thực tiễn, góp phần đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Kết quả này là cơ sở để thành phố Phủ Lý tiến tới việc nhân rộng mô hình tới các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh. Ghi nhận tại bộ phận một cửa, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, một trong những địa bàn đầu tiên triển khai mô hình tự động hóa trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk. Thay vì làm theo phương thức truyền thống như trước, thì giờ đây, với hệ thống kiosk, dịch vụ công trực tuyến đã mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho công dân khi đến liên hệ, làm việc. Ví dụ như là tôi đến để làm công việc về tư pháp, tôi chỉ cần ấn vào nội dung tư pháp thì tôi sẽ được phiếu hướng dẫn. Sau đó là tôi sẽ đến vị trí ngồi chờ và cán bộ sẽ tiếp và giải quyết các công việc của tôi. Thì tôi rất là hài lòng với cái thủ tục chuyển đổi số như thế này. Mô hình tự động hóa trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk là một trong 43 mô hình được Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý triển khai nhằm thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06CP. Đây được xem là một giải pháp công nghệ tiên tiến áp dụng trong các cơ quan hành chính công với những tính năng đa dạng như tra cứu hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính, bắt số, nộp hồ sơ trực tuyến trên kiosk giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ của cơ quan hành chính công, giúp người dân có thể lựa chọn và tìm hiểu một cách thuận tiện, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân. Thì công dân đến khu vực một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính thì cơ bản người dân đã tự thao tác, đã tự thực hiện. Thế còn trong thời gian giai đoạn đầu thì hầu hết là cán bộ tại một cửa phải có cái hoạt động hướng dẫn bắt đầu, đặc biệt là các cái vấn đề liên quan đến thực hiện trên dịch vụ công quốc gia. Thế nhưng mà sau một thời gian cộng với cái việc tuyên truyền của các tổ công nghệ số cộng đồng đối với hoạt động của người dân cũng đã dần dần tiếp cận đối với những cái yêu cầu về cái hoạt động trên dịch vụ công. Dù mới được triển khai đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2023, mô hình tự động hóa trung tâm hành chính công thông qua tương tác kiosk đã và đang cho thấy những sự thuận tiện cũng như việc người dân được thụ hưởng lợi ích từ chuyển đổi số mang lại. Với những kết quả đạt được, đến thời điểm này, UBND thành phố đã triển khai lắp đặt 5 kiosk tại bộ phận một cửa của Trung tâm Hành chính công thành phố và một số phường, xã để phục vụ tra cứu thủ tục hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, bấm số thứ tự, giải quyết các thủ tục hành chính. Việc lắp đặt các cái mô hình kiosk để tạo sự tương tác giữa chính quyền và người dân và cũng thông qua các cái hệ thống kiosk tự động hóa này thì sẽ đánh giá cái hiệu quả và sự hài lòng của người dân đối với việc cung cấp các cái dịch vụ công. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, tự động hóa trung tâm hành chính thông qua tương tác kiosk đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc cải thiện chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính công, mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Giải pháp này cũng giúp giảm tải cho các đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, nhận được thông tin từ bệnh viện có một bệnh nhân cần máu để truyền, Đại úy Phùng Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống đã kịp thời có mặt, hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sốc nhiễm khuẩn, loét dạ dày, viêm phúc mạc cấp, cần truyền tiểu cầu nhóm máu B gấp. Trước tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo cho Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Công an tỉnh Hà Tĩnh để tìm các thành viên có cùng nhóm máu B. Ngay sau đó, Đại úy Phùng Tuấn Anh đã nhanh chóng có mặt tại khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến một đơn vị máu. Với sự tận tình của các y bác sĩ cùng với việc hiến máu kịp thời của Đại úy Phùng Tuấn Anh, đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực hơn, đang dần ổn định. Không cần sự ghi nhận hay tôn vinh của cộng đồng, đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của bệnh nhân, không thể kể hết đã có bao nhiêu lần Đại úy Phùng Tuấn Anh cũng như Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng gác lại công việc, lập tức đến bệnh viện với mục đích truyền máu cứu người, trao thêm hy vọng sống cho những người bệnh. Lợi dụng danh nghĩa báo chí, trục lợi mỗi tháng hơn 1 tỷ đồng, nhóm 3 đối tượng Lê Danh Tạo, Hồ Thị Hải và Hồ Kim Cường vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Bản thân các đối tượng này là phóng viên, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí. Quá trình hoạt động, phát hiện thấy các lái xe đường dài thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông, nên Tạo đã yêu cầu các lái xe này chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ Tạo. Tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài là có quen biết với nhiều lực lượng chức năng ở các tỉnh thành trên cả nước. Cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến, khi bị kiểm tra, chỉ cần giới thiệu là xe của Tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua, nếu không Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí vào hợp tác xã, thành lập các nhóm Zalo kín để trao đổi thông tin liên quan. Với phương thức như trên, mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Là đối tượng từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, vừa mới ra tù vào tháng 10 năm 2022, đối tượng Trần Nam Tường, sinh năm 1976, trú huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, lại tiếp tục tái phạm tội. Đối tượng đã bị bắt giữ khi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Tường bị Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành bắt quả tang tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng tại khu dân cư Ga Phú Thái, thu giữ một lượng ma túy dạng đá. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Tường, lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng rulo và 6 viên đạn. Được biết, Tường là đối tượng hình sự cộng cán, lưu manh, từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào năm 2020, vừa mới ra tù vào tháng 10 năm 2022.